Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay là mùng 11 Tết nha các bạn. Vũ đang đi lên dựa gạo của anh Hùng ở ấp 3 xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Chiều hôm nay Vũ lên dựa gạo anh Hùng nhận 100 phần gạo bữa Vũ đặt nha các bạn. Hôm nay Vũ lên nhận 100 phần gạo của chị Út Định ở bên nước Mỹ nha các bạn. Chị Út Định là gửi tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Đại mình. Bà con ở Bình Đại có mua gạo ăn hoặc là mua cho từ thiện, ghé mua ủng hộ dựa gạo anh Hùng chị Thủy nha các bạn. Ở đây chị Thủy bán đủ các loại gạo lúa nha các bạn. Đây là loại gạo đặc sản nè các bạn. Em soạn tiền gửi tiền cho anh Hùng. Là gạo hôm nay Vũ đặt gạo của anh Hùng là gạo cũng gạo ngon luôn, 13.000 ký nha các bạn. Đúng rồi. Mười ba ngàn một ký, một tấn là 13 triệu hả anh Hùng? 13 triệu. Gạo ngon. Dạ. Gạo thơm luôn. Rồi gửi tiền rồi, anh đếm em. Rồi anh Hai đếm lại. Dạ. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, đủ Vũ. Dạ. Rồi cho anh Hai trước cảm ơn vợ chồng Vũ ủng hộ vợ chồng anh Hai cái nhất, cái thứ hai nữa cho anh Hai gửi lời thăm Mạnh Thường Quân ở ngoài nước ngoài, gửi tiền về ủng hộ mua gạo giúp những người nghèo và chúc năm mới các Mạnh Thường Quân ở nước ngoài được dồi dào sức khỏe, mừng ăn phát đạt. Rồi em cảm ơn anh Hai. Này phần này có một mình chị Út Định. Chị Út Định ở bên Mỹ anh. Rồi, vậy là cho chuyển lời gửi lời thăm gia đình chị Út Định ở bển được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn, mừng ăn mừng gì mừng đâu đặng đó. Rồi em cảm ơn anh. Em muốn chúc anh chị mua bài bán đắt ha. Rồi cảm ơn Vũ, vợ chồng Vũ. Dạ. Cảm ơn hai chồng hết. Dạ rồi. Mình Vũ không. Dạ. Giờ chiều anh Hùng giao 1 tấn gạo của chị Út Định ở bên Mỹ nha các bạn. Anh Thắng chở xuống dưới hôm qua dâu của anh Hùng. Một 100 phần gạo mỗi phần 10 ký nha các bạn. Anh đinh lần là 30 ký nha các bạn.
chất một dây là 10 bao nha các bạn, mình dễ kiểm. Nha các bạn. Còn mấy ngày nữa là tới rằm tháng giêng rồi nha các bạn. Hôm nay chạy xe đắt không anh Thắng? Dạ. Mới đây lẹ quá, Tết xong mới nửa tháng rồi. Còn Tây giờ tới tháng 2 rồi. Dạ, Tây giờ tháng 2 rồi. Còn mấy bao nữa hết nha các bạn. Rồi, 3 bao nữa. Còn thấy lại một bao ngang. Rồi rồi rồi, cái bao đó về mai lại. Bao đó để mai lại. Rồi, rồi. Gạo con dao con đủ 100 túi.
Rồi rồi. Con gửi lời chúc tới cô chú anh chị Mạnh Thường Quân một lời chúc sức khỏe và là cảm ơn. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ bà con nghèo với mình. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đã nhận xong 100 phần gạo của chị Út Định ở bên Mỹ nha các bạn. Thì ngày mai bắt đầu Vũ sẽ đi phát cho bà con. Vũ thay mặt cho bà con nhận 100 phần gạo này gửi lời cảm ơn đến chị Út Định. Thì năm mới thì Vũ cũng chúc gia đình chị được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, năm mới thì làm ăn phát tài. Vũ xin chân thành cảm ơn chị Út Định rất là nhiều nha. Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay là 13 tháng Giêng, Vũ đang chuẩn bị đi phát gạo nha các bạn. Hôm nay Vũ đi phát 100 phần gạo, mỗi phần 10kg nha các bạn. Thì phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ. Rồi giờ Vũ với chú ba chất gạo lên nha các bạn. Vũ với chú ba chất gạo lên xong rồi nha các bạn. Bây giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ nha. Giờ Vũ đi phát cho bà con ở dưới ấp Bình Chiến với Bình Thuận của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Vũ chú ba xuống ở nhà dì Tư ở ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Dạ con gửi cho dì Tư một cái phần gạo là 10kg. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Vậy tôi cũng cảm ơn dì Út Định gì đó với gia chú hai chú, cảm ơn nhiều, rất nhiều. Dạ. Cho tôi được phần quà. Vậy nay dì bệnh được khỏe chưa? Nay khỏe rồi. Dạ. Vũ xuống tới đây là chỗ một bên là ấp Bình Chiến, còn bên là ấp Bình Thuận nha các bạn. Ở chỗ đây là ở lộ trong chỗ chú Bỉnh mua cua nha các bạn. Bán vé số. Rồi em gửi cho anh phần gạo. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Út gửi tặng. À, nước Mỹ chứ, xin lỗi. Chị Út Định ở bên nước Mỹ nha các bạn. Rồi bước vô một chút rồi trước chú ba. Rồi mà gửi tặng cho dì Sáu. Rồi dì ở đây là ở nhà tình nghĩa nha các bạn. Rồi con gửi cho dì một phần gạo 10kg. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Rồi dì Duyên ơi, con gửi cho dì Duyên phần phần gạo 10kg. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng nha. Nay dì có đi bán cái số không? Không, bệnh 2 năm nay đâu có thấy. Rồi bệnh rồi nghỉ bán luôn hả? Dạ, mà đâu có thấy đường đâu. Rồi vậy con gửi cho dì. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dì Duyên ở đây là ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Rồi được rồi, dì vô đi. Vì ở đây có người con bị bệnh thần kinh nha các bạn. Hàng ngày người con nó đi bán vé số. Lúc trước là dì đi bán vé số, sau dì bệnh là dì không có đi được. Giờ còn người con rồi các bạn. Đây là người con của dì là cũng bị bệnh nè các bạn. À, Vũ nói chú ba gửi thêm phần nữa các bạn. Vũ thấy dì Duyên đây quá khó khăn. Vì thì bị
Vì thì bị bệnh, có người con bị thần kinh vậy nè, hàng ngày đi bán vé số nè bạn. Thì sao mà hai mẹ con đủ sống. Rồi Linh vô thêm phần ở đi để dành ăn. Vũ chú ba ghé vô nhà của dì Năm ở đây thì vì có người con đi bán vé số. Ồ chị này không có bán vé số à? Dạ. Rồi con gửi cho dì một phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ, cảm ơn dì. Dạ. Rồi dì đem đi một con nha. Bà ghé nhà của chú Sáu. Chú ở đây là nhà này cũng nhà tình thương nha các bạn. Nhà chú sống đây có một mình nè. Hôm rồi có ghé mấy chuyến chú không có nhà chú đi đâu? Nằm bệnh viện. Đúng không? Dạ, hôm nay khỏe rồi chú? Rồi con gửi cho chú phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Rồi chú lấy vô một con đi. Rồi con đi chú. Rồi. Giờ Vũ chú ba xuống đây là nhà của dì Năm ở ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì lùi vô con, lùi vô đi. Là có bà dì Năm bởi vì bệnh mà không thấy đường, nằm chỗ trong phòng đó các bạn. Rồi bà có người cháu đây là bị bệnh nữa. Ổng bị bệnh gì qua nè? À, bị khuyết tật á. Lớn rồi mà không biết gì ta các bạn. Rồi chú gửi cho hai phần gạo. Hai phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng nha. Con Rin vô giùm nha. Bà Năm là bà nội con hả? À. Chú bà xuống nhà của chị Năm ở ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại. Hôm nay chị mới sửa nhà lại hả? Dạ, ta cho tiền á. Sửa em không có tiền. Dạ. Mới làm xong hả chị, trước Tết hả? Em trước Tết, tháng 12. Dạ. Dạ. Rồi em gửi cho chị là 10 kg gạo hả chị? Dạ. 10 kg gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng hả chị? Dạ, chị. Cảm ơn anh Vũ với anh hai. Dạ. Dạ, rồi em đi. Giờ Vũ chú ba xuống ở chỗ nhà dì Chính ở đây là ở ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại. Rồi con chị thông cảm để em quay phim cái chị nói chuyện cái không có nghe được. Con gửi cho dì Chính một cái phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng ăn gì. Thì lúc này dì làm gì còn cạy vỏ hột đào nữa không? Dạ, rồi vậy con gửi phần gạo con gì cất con nha. Dạ rồi. Đi xuống ở đây là chỗ ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại gặp cái anh này, anh đi bán vé số. Anh bán vé số mà anh có tật tay nó thấy tội nghiệp quá. Đi bán vé số nè các bạn. Gửi cho anh bịch gạo nè, anh lấy đi. Anh ôm được không? Anh ở đâu mà anh bán cái số đây? Hả? Ngoài Bình Thắng á hả? Anh lấy đi để anh mượn ai ôm giùm. Rồi gửi chỗ nào đó để hồi mượn ai chở về giùm ha. Rồi. Bán bữa được nhiêu tờ? Rồi thôi anh đi bán đi. Bà Vũ giúp ba xuống ở chỗ nhà chị Diễm mà các bạn. Chị Diễm ở đây là ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Chị ở đây là nhà tình thương nè, để có hai mẹ con sống đây. Chỉ có người con là bị bệnh nằm một chỗ rồi các bạn, không có đi đứng gì được hết. Năm nay bé hình như 15 tuổi hả chị? 11 hả? Đây bé nè các bạn.
Nó bệnh về là gọi là làm sao chị? Dạ, bị bại não. Dạ. Bị lúc 5 tháng rưỡi. Dạ. Sao nó khò khè quá, em xuống lần nào cũng nghe nó khò khè hả chị? Đàm, lúc nào cũng đàm, lúc nào nó cũng lúc nào cũng khò khè vậy. Như đỡ nó lên dỗ dỗ lên hết hồi nó cũng bị rồi. Dạ. Nhưng nó nằm nó không có cử động. Em bé gái nha các bạn. Nằm chỗ vậy chứ không cử động gì được luôn. Dạ không nằm gì, nó không nghiêng, không có động. Không nghiêng, không lật, không gì hết. Dạ. Nó ăn thì lấy cơm xay nhuyễn vậy thành bột thì đút nó mới ăn. Dạ lúc nào cũng phải xay vậy hết. Dạ lúc nào cũng xay nhuyễn vậy. Dạ chứ còn như cơm mình đút là không ăn được. Cơm cháo, cháo cũng phải bắt xay luôn, cái gì cũng phải xay nhuyễn. Dạ không cực quá ha chị ha. Chứ không dạ. Xay nó đâu có ăn được đâu. Dạ. Nó cũng khó ăn được. Dạ. Nó khó ăn luôn. Dạ. Con đêm nó thức, con ngại nó lại ngủ. Dạ. Con đêm thức xuống. Dạ. Em gửi cho chị phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng nha chị. Dạ, cảm ơn cô Út Định ở Mỹ, không phần gạo hai mẹ con, cảm ơn cô. Hoàn cảnh cũng khó khăn, đi làm không được á, giúp đỡ. Dạ, rồi thôi em đi chị. Dạ. Vũ chú ba xuống chỗ chị ba, này chị này là hàng ngày chị đi làm cá hả chị? Dạ, làm cá rồi 5 năm. Dạ. Rồi hổm rày có làm không chị? Không, hổm rày Tết rồi qua Tết này không có làm. Mệt mệt trong người á. Hôm trước chị bệnh gì á hả? Tim. Dạ. Tim mắt này nữa, lâu lâu cái nó hành lên nó nhức á. Mắt đó như chị bị hư rồi hả? Hư. Giờ thấy có con? Ờ, thấy con mà cũng như lâu lâu cái nó cũng tháng nửa tháng mình không uống thuốc vô á là nó nhức thôi. Dạ. Chị em gửi cho chị phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng anh chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi em nhờ chị đem vô giùm anh chị. Dạ rồi thôi em đi nha. Giờ Vũ chú ba xuống nhà dì Hai ở đây là ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Dì ở đây có mình. Dì cũng hiện đang bị bệnh. Con gửi cho chị phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở nước Mỹ gửi tặng. Dạ, dì đem vô con nha. Dạ rồi con đi rồi chị. Giờ Vũ chú ba xuống ở chỗ nhà của chị Tư. Chị Tư ở đây là ở ấp Bình Thuận của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Ồ, ấp Bình Chiến hả? Còn ấp Bình Chiến hả chị? Ừ, còn ấp Bình Chiến. Dạ. Lúc là chị khỏe không? Có đi bán cái số không? Có lúc hổm dịch mới bán mang tuần lễ này. Dạ. Hôm rồi em hỏi thăm như chị bệnh gì não hả? Teo não hay gì hả? Teo não. Dạ. Teo não uống thuốc mà mấy năm. Dạ. Rồi em gửi cho chị phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng anh chị. Tôi cũng cảm ơn chị Út bên Mỹ luôn. Dạ. Rồi chị đem vô giùm anh chị. Xuống đây là chỗ ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Ở đây có chú này, ông ở đây một mình, ở nhà tình nghĩa. Rồi chú lại con gửi cho chú phần gạo. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng anh chú. Rồi con nhờ chú đem vô giùm nha. Dì Bãi ở đây là ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Dì sống đây có mình à. Hiện giờ dì cũng đang bị bệnh là bị tăng huyết áp hả dì? Hôm nay ổn không? Cũng chóng mặt nè, từ nãy giờ cũng nằm ở dưới giọng nghe là chó sủa rồi. Dạ, rồi con gửi cho dì dì phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng đi. Dạ, rồi con đi. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Chú ba xuống đây cũng ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Chị bà dì có nhà không chị? Có bệnh, mới đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện rồi hả? Dạ. Dạ. Dì, dì thứ mấy em quên rồi chị? Dì Nam. Dì Nam ở đây là ở nhà tình thương nha các bạn. Tình thương. Dạ. Dạ tới cấp rồi mà chưa sửa nổi. Dạ. Bệnh là hoài, năm nay bị lên máu, bệnh tim. Dạ, vậy là dì đi bệnh viện hồi nào? Dạ đi hai bữa nay. À. Hai bữa hả? Dạ. Dạ thôi em gửi cho dì Năm phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Rồi vậy nhờ chị để vô nhà giùm ha. Cảm ơn. Dạ. Để vô nhà giùm cho dì nha.
À, dì đi bệnh viện nay mấy bữa rồi? Hai bữa là... Dạ. Đó, bệnh hoài, bị tim, bị binh lên máu á. Dạ rồi, cho Thơm đi nha. Chú ba xuống ở chỗ nhà của chị ba đây, ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Ở tổ 9. Dạ. Ấy ra có đi làm hồ gì không chị? Dạ có, em đi phụ lựa nang mực anh để xuất khẩu đi. À, đi làm cho anh ta hả? Còn xã làm hồ hả chị? Dạ làm hồ với chùa Vạn Phước mình đi. Dạ. Dạ. Ấy ra có đi làm chưa chị? Dạ có. Dạ. Rồi em gửi cho chị bịch gạo ha. Dạ. Bịch gạo 10 kg, gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng ha. Dạ vậy cho em gửi lời thăm chúc khỏe mạnh khỏe. Rồi. Ăn phát tài phát lộc. Dạ. Rồi rồi, hôm đi nha. Dạ. Chị mấy người con? Dạ hai đứa, một đứa học trên phố. Dạ. Rồi em đi. Dạ, cảm ơn. Giờ chủ chú ba ghé chỗ nhà của dì Năm, ở đây cũng ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Dì ơi, con gửi cho dì một phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dì ở đây có một mình hả? Dạ. Đây hàng ngày dì làm gì? Dạ nhà cạo hụt điều mà không bệnh tới nay là không có cạo nữa anh. Dạ. Dì bị bệnh sao? Dạ mẫu onan đùm trứng. Dạ. Mẫu rồi lắc hết đùm trứng luôn. Dạ. Ôi dì không có con ha, ở đây có một mình vậy? Có thằng trai mà nó làm, nó ở nhà người ta luôn rồi, nó lâu lâu nó mới có về, tháng hai tháng mới về một lần. Dạ. Dạ. Rồi con gửi dì đem giùm ha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Vũ với chú ba xuống ở chỗ nhà của chị Hạnh. Ở đây chị ở đây có mình hả? Con mình chị mới phát hồ nghèo cho mình mà chưa lãnh bảo hiểm nữa. Dạ còn cái bệnh quá, bệnh nhà bà dì Năm ở trển là mẹ của dì. Mẹ nhưng mà điều hồi đó mình thôi chồng về đây mình ở nay 2009 tới nay. Cái nhà sắp tập mới họ mới chụp hình. Dạ. Đây là người con chị có đứa con là ở trên dì Năm luôn. Con là cũng như cậu nó về ngoài Đồng Nai á, để cho nên tội nghiệp cho má ở từ nhỏ lớn. Dạ. Ở đây mình. Dạ. Dạ nãy gặp chị lên trển là cũng như nhà nó nhà má, rồi má bả bệnh nằm trên bệnh viện á, thì đứa em nó về nó đem bệnh viện á này. Rồi chị đi lên trển. Thì mình mới lên trển nấu nướng cho mấy con chó rồi ăn cho nó. Dạ. Rồi thôi em gửi cho chị phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng cho chị. Lúc trước chị đi bán vé số phải không? Chị bán vé số rồi chị đi làm nuôi tao. Rồi lúc này làm gì? Đi nuôi mấy người ta biến với mấy lọc rầy dịch đó là không có làm gì. À giống như đi nuôi bệnh phải không? Ừ, mấy người ta biến là cái đầu nuôi trên bệnh viện đại mình ăn. Dạ. Trong cấp cứu rồi nuôi. Để người ta mướn mình lên đó mình nuôi. Cũng như nuôi dịch vụ rồi đó, giống như nhà của có bị gì đi đó là cái nhà giàu có cái mướn chị đi nuôi vậy đó. Dạ, vậy thì tháng được nhiêu tiền chị đỡ không? Cũng như là họ cho mình giống như là cho mình như vậy đó, như mình dây lát rồi cái mình nuôi xong rồi cái cho đút ăn đút uống mình về vậy đó. Dạ. 50.000 30.000 vậy đó. À, vậy là làm hàng ngày người ta kêu hàng ngày vậy phải không? Kêu hàng ngày như lên bệnh viện người ta cũng như hôi rồi hám là người ta không ấy là kêu mình vậy đó. Rồi mình làm. Dạ. Thì mới này là năm ngoái là mấy ổng mới xét là tính năm nay có nhà nó mới chừng nào. Dạ, cho nhà tình thương ha. Cho nhà tình thương. Dạ rồi thôi em đi nha chị. Rồi thôi chị cảm ơn. Dạ dạ. Vũ với chú ba ghé chỗ nhà của chú Tư ở đây ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Hôm trước chú bệnh gan rồi giờ đỡ chưa? Cũng đỡ rồi. Dạ, uống thuốc nam hay sao chứ? Uống thuốc tây mà. Dạ. Dạ. Nghe gửi chú phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng ha. Dạ. Giờ Vũ chú ba ghé đây là chú Năm ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại. Thì hàng ngày là thiếu đi làm mướn, đi giúp việc cho người ta. Còn chú lúc trước bị bệnh não rồi, nay bớt chưa? Bị não là xuất huyết não hả? Xuất huyết não luôn á. Dạ. Cấp hàng tháng luôn á. Nhà nước có cấp hàng tháng, được 4 lần. Dạ. Cũng như nhà nước là cấp tiền á hả? Nhà nước cấp tiền hàng tháng. Dạ. Chú ở xóm qua đây chơi hả? Ở xóm ở đậu tổng. Dạ. Rồi con gửi cho chú phần gạo 10 kg, phần gạo này là của chị Út Định ở nước Mỹ gửi tặng nha chú. Cảm ơn. Nãy giờ bệnh điều trị vậy cũng đâu làm gì hả? Không, nó làm được làm thử đó. Dạ. Này bà thím lúc nào có đi giúp việc người ta nữa không? Dạ, con xin bán thức ăn trong chợ.
Dạ. Dạ rồi thôi đi cũng. Dạ. Chú ba ghé nhà của dì Năm. Dì ở đây là ở ấp Bình Chiến của thị trấn Bình Đại nha các bạn. Dì ở đây là ở nhà tình thương nè. Dì Năm không lại khỏe không? Tim rồi. Rất áp rửa hết. Dạ, dì ở đây có mình hả? Mình. Dạ. Có con nhầm nhầm. Dạ. Rồi con gửi cho dì Năm một cái phần gạo 10 kg. Phần gạo này là của chị Út Định ở bên nước Mỹ gửi tặng anh gì. Rồi con để đây dì đem con giùm nha. Dạ. Vũ chú ba ghé chỗ nhà chị Như các bạn ở ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre nha các bạn. Chào chị. Này là chị thứ hai nè các bạn. Thì nhà chị có 4 năm chị em gái vậy bị bệnh tâm thần hết trơn các bạn. Có mấy chị nhẹ nhẹ thì ở đây, còn mấy chị mà nặng là ở bệnh viện tâm thần Bến Tre nha các bạn. Đây là ngôi nhà của mấy chị em chị Như. Chị Như ơi. Chị Như. Lấy gạo nè. Chị này là tối ngày là ở trên chợ. Đây nè, đi xe đạp nha các bạn. Rồi gửi chị bịch gạo nha. Rồi cảm ơn em. Rồi. Đang làm cỏ. Bị bệnh tâm thần cái tên các bạn không nói năng gì tên. Hỏi không trả lời luôn. Đây lên lộ lớn là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Thì Vũ gặp cái gì này bán vé số đi xe đạp và Vũ kêu gửi cho diện phần gạo. Dì ơi con gửi cho diện phần gạo 10 kg. Dạ dì ở đâu bán vé số đây? Ở Thành Trị. Ở Thành Trị hả? Sáng giờ dì bán được không? Bán thì hơi chậm quá. Dạ rồi dì ôm đi dì, ôm được không? Dạ. Ở đó biết xe ron không? Rồi dì, dì đi qua cẩn thận coi chừng xe nghe dì. Dạ. Rồi Vũ chú ba đi vô gần tới nhà bà Bảy, gặp bà Bảy đi bán vé số về gửi cho bà Bảy luôn. Thì gửi để đây đi chú ba để nhờ ai đem vô giùm. Chứ sao mà đem vô được. Hồi bà Bảy nhờ cháu ôm vô nha. Chú ba kêu đứa cháu ôm đi. Kêu đứa cháu ôm vô giùm đi. Sao về các bạn, hàng ngày bà Bảy phải chống tó về đi bán vé số mà. Mà năm nay bà Bảy lãng tai dữ lắm rồi, nói bà Bảy không có nghe. Rồi con để đó, kêu cháu bà Bảy đem vô rồi. Ra đinh vô cho bà Bảy.